hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và đồng hành cùng với ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hướng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì xin hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Dự ngôn chấn động tuổi Canh Tý sinh năm 1960, vượt qua họa trời, đón thời phú quý, tiền bạc chất ngập nhà, nếu biết được ba bí mật này trong 4 tháng đầu năm 2024. Quý cô bác thân mến, trong cuộc đời, chắc hẳn cô bác đều rất nhiều lần bị quyết định của bản thân hoặc vì những cảnh khó khăn bên ngoài tác động mà gục ngã, mà tổn thương. Thế nhưng ai cũng chỉ có một sinh mệnh trong kiếp này, khi đôi mi khép lại thì vĩnh viễn hơi thở sẽ chẳng còn. Bên kia cánh cửa cõi hoàng tuyền mở ra, bên này cánh cửa thế gian khép chặt, dẫu quay đầu cũng chẳng thể thấy lại những gương mặt thân thương nữa. Thế nên cô bác hãy đối mặt với khó khăn bằng một tâm thái lạc quan, khoáng đạt, đừng bận tâm quá nhiều cô bác nhé. Và theo luận giải mới đây nhất của giới tiên tri, khi tiết lộ về vận mệnh của 12 con giáp, khi bước sang năm 2024 thấy rằng, đúng 4 tháng đầu năm này, cô bác tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, hoàn toàn có thể an tâm khi cuộc sống êm ấm và thuận lợi hơn rất nhiều. Ở độ tuổi này, không cần phải lo toan đến công danh sự nghiệp nữa, mà đón tài lộc về tay, con cháu báo hiếu, những vất vả suốt thời gian dài vừa qua thì đến thời điểm này đã được hái quả ngọt. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024 này, cô bác sẽ có vận trình rực rỡ như thế nào, may mắn ở từng tháng sẽ ra sao? Hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chi tiết ngay sau đây nhé! Thưa quý cô bác tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 thân mến, năm 2024 Giáp Thìn là năm mệnh hỏa, theo quy luật ngũ hành, hỏa sinh thổ. Như vậy mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi, thiên can canh tương xung với can giáp, địa chi Canh Tý tam hợp với Thìn. Bước sang đầu năm 2024, sự nghiệp và cuộc sống của quý cô bác tuổi Canh Tý sẽ có nhiều sự thay đổi. Công việc không còn là sự ưu tiên hàng đầu, thay vào đó, bản mệnh dành phần lớn thời gian cho đời sống tinh thần và tình cảm gia đình. Về tổng quan tử vi đầu năm Giáp Thìn sẽ ổn định trên phương diện sự nghiệp, quý cô bác cần chú ý hơn các vấn đề liên quan đến sức khỏe và mối quan hệ gia đình mình hơn. Trong thời gian này, quý cô bác sẽ gặp được quý nhân phù trợ, bạn bè hưu trí tốt giúp đỡ. Minh Đường Tử Vi xin có đôi lời lưu ý với cô bác về vận trình của mình trong thời gian tới như sau. Thứ nhất, về công việc sự nghiệp của quý cô bác tuổi Canh Tý. Cô bác cũng sẽ có nhiều sự thay đổi lớn trong thời gian này, bước sang độ tuổi 65, công việc sẽ có chiều hướng an toàn hơn. Thế cân đối này tạo nên sự ổn định cho sự nghiệp, càng về cuối năm sẽ càng có nhiều dấu hiệu khởi sắc, chỉ cần duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và cầu tiến. Trong năm 2024 này, đôi lúc cô bác Canh Tý phải đối mặt với một số rắc rối trục trặc. Nguyên nhân là do bản mệnh có phần chủ quan quá tin tưởng người khác, nhưng nếu chủ mệnh bình tĩnh giải quyết thì mọi chuyện sẽ êm xuôi tốt đẹp. Quý cô bác tuổi Canh Tý vốn nổi tiếng là người sẵn sàng đi tiên phong, dẫn đầu trong mọi công việc. Quý cô bác có tài lãnh đạo và luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công sự giàu sang cho mình. Gia chủ sinh năm 1960, rất giỏi trong việc kiếm tiền nhưng lại không chi tiêu hoang phí mà ngược lại còn rất tiết kiệm. Cô bác là những người cởi mở thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh, chủ mệnh có khả năng điều khiển cảm xúc hành động của bản thân. Không bao giờ mất tự chủ trong lúc nóng giận, bởi vậy mà đã xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết gắn bó lâu dài. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý cũng có một nhược điểm khá lớn, đó là có cái tôi khá cao, họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ. Nếu như có ai đó cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, cô bác Canh Tý sẽ đáp trả dữ dội. Vì quý cô bác Canh Tý trưởng thành tự lập sớm hơn những người khác, vì vậy mà cuộc sống của cô bác cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Về nhận xét một cách tổng quan mà nói, thì cô bác tuổi Canh Tý là tuổi sung sướng nhất trong số 12 con giáp.
Khi nhìn chung thì cả đời sẽ sống trong an nhàn, càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng ấm no. Thứ hai, về tình hình tài chính. Về tài chính của quý cô bác tuổi Canh Tý trong năm Giáp Thìn sẽ không có gì đáng lo ngại nếu như bản mệnh duy trì thói quen sống giản dị tiết kiệm, không xa hoa lãng phí. Ở độ tuổi xế chiều, cô bác nên có kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân mình nhiều hơn so với việc lo nghĩ cho người khác. Bản mệnh có thể dành ra một khoản dưỡng già ngay từ bây giờ. Ngoài ra trong thời gian này, nếu có dự định đầu tư tiền bạc thì nên thận trọng, suy nghĩ cho thật kỹ, không nên mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro lớn hoặc chưa có kiến thức sự hiểu biết. Hầu hết những phiền muộn tuổi già đều liên quan đến con cái, lương hưu, các con vẫn cần sự hỗ trợ của cha mẹ để chăm lo các cháu, thậm chí trả nợ thế chấp. Quý cô bác Canh Tý cũng giống như hầu hết các bậc cha mẹ, khi con lớn thì trong mắt chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ cần được quan tâm. Thế nhưng dần dần cô bác cũng sẽ phải nhận ra rằng, về già thì việc hỗ trợ cho con cái là cần thiết, nhưng chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ. Việc này vừa giúp cho các con tự lập, vừa để bản thân có thời gian được nghỉ ngơi, làm những điều bản thân không phải hối tiếc. Vậy nên khi bước qua tuổi 65, cô bác Canh Tý hãy từ chối yêu cầu của con cái về vấn đề tài chính để có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn nhé. Thứ ba là về gia đạo của gia chủ tuổi Canh Tý. Khi bước sang năm 2024 thì cuộc sống hôn nhân của mệnh chủ sẽ khá yên ấm, tuy rằng trong đời sống thường ngày sẽ khó tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời nhiều hơn, cô bác Canh Tý có thể dễ dàng giải quyết những xung đột này. Bước sang năm 2024, bản mệnh đôi khi sẽ phải lo nghĩ cho các vấn đề về liên quan tới gia đạo. Cách tốt nhất để gia đình êm ấm hạnh phúc là dành thời gian bầu bạn, sẽ chia với con cháu để rút ngắn khoảng cách. Tin vui sẽ gõ cửa gia đạo của quý cô bác trong năm này. Có thể là thêm người, thêm của, đây cũng là cơ hội giúp tình cảm giữa mọi người trong gia đình thêm bền chặt đoàn kết. Vợ chồng là người cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, người đi cùng quý cô bác lâu nhất và giúp đỡ cô bác nhiều nhất, chính là người bạn đời luôn gắn bó kề bên. Vì vậy mà khi về già thì vợ hay chồng là người bạn quan trọng nhất, đồng hành nghĩa là khi về già có người bên cạnh đồng hành, biết lạnh, biết nóng, biết hàn huyên tâm sự, quan trọng nhất là có thể làm cho mình không cô đơn, bởi vì cô đơn sẽ khiến cho tâm trí con người ta nguội lạnh, rồi sẽ trở nên lo lắng và sợ hãi hơn. Hồi còn trẻ thì đường tình duyên của cô bác Canh Tý phải trải qua khá nhiều khó khăn thử thách và những lúc thăng trầm. Khi dành trọn vẹn tình cảm cho một ai đó, cô bác Canh Tý luôn muốn đối phương phải đáp trả tình cảm của mình. Bản mệnh rất biết nhường nhịn hy sinh trong tình yêu, tuy nhiên lại không thích nghi được với sự bó buộc mất tự do. Trải qua bao sóng gió cuộc đời, đến một lúc nào đó quý cô bác cũng sẽ quay trở về tìm đến tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Người mà đã vì ta mà hy sinh cả quãng đường đời, chăm chút cho ta từng chút một. Tình yêu tuổi già thì không có nồng cháy hay nhiệt huyết như ngày còn trẻ, mà thay vào đó là tình thương, sự cảm thông và thấu hiểu. Không có gì đáng quý hơn vì có một người đi với ta đến cuối con đường cả. Giữa cuộc sống hiện đại hối hả đông đúc, trên con đường tấp nập xe cộ, ai ai cũng phải lặng người khi chứng kiến cảnh hai ông bà vẫn đầm ấm ngồi tâm sự bên nhau. Kể về những tháng ngày đã qua, tuổi già nhưng trái tim thì không già, tình yêu tuổi già đem đến cho nhiều người trong cuộc đời nhiều cảm xúc sâu sắc hơn là ở thời gian trước. Nó có thể giúp cho người cao tuổi yêu đời hơn, lạc quan sống những tháng ngày thoải mái tự tại, vui tươi bên cạnh một nửa của mình. Nó cũng là sức mạnh kỳ diệu để người cao tuổi vui khỏe mỗi ngày. Cô bác Canh Tý hãy trân trọng những người bên cạnh hiện tại của mình và cùng thưởng thức cuộc sống khi về già, an yên tự tại nhé. Thứ tư là về vấn đề sức khỏe của quý cô bác Canh Tý. Trong năm 2024 này, ở độ tuổi nghỉ hưu, sức khỏe là quan trọng nhất đối với bản mệnh sinh năm 1960, cơ thể cô bác bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên sự biến đổi này không gây ảnh hưởng nhiều nếu như quý bản mệnh duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ. Trong công việc thì nên tránh làm việc nặng, vận động quá sức. Sau ngày dài làm việc có thể sử dụng các bài thuốc ngâm chân kết hợp với xoa bóp cơ thể để phòng tránh các bệnh đau xương khớp. Lãng phí sức khỏe của mình là một sự lựa chọn thiếu khôn ngoan. Dù thực tế cuộc sống có khó khăn hay thành công đến đâu, khi đã già thì cô bác không thể cho phép mình say sưa tê tái trong rượu chè. Khi con người bước vào tuổi già, việc giữ gìn sức khỏe là ưu tiên hàng đầu. Chỉ có cơ thể khỏe mạnh, quý cô bác mới có được chất lượng cuộc sống tốt hơn và có một tuổi già yên bình hơn. Căn cứ và mối tương quan giữa mệnh trạch tuổi và lưu niên năm Giáp Thìn 2024 cùng với hệ thống giao chiếu mệnh trong tử vi mà luận đoán tốt xấu về vận trình của cô bác Canh Tý sinh năm 1960 trong 4 tháng đầu năm, cụ thể như sau. Tháng 1 năm 2024 âm lịch.
tức từ ngày mùng 10 tháng 2 đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 dương lịch, xem tử vi cho thấy công việc dù có nhiều tín hiệu tích cực, nhưng quý cô bác Canh Tý thời gian này vẫn phải cố gắng nhiều nữa mới có thể khẳng định được vị thế của mình. Có thời điểm cô bác sẽ cảm thấy lạc hướng khi nhiều nỗ lực chưa đạt được kết quả cao, lúc này thì việc đánh giá lại tình hình là điều rất cần thiết. Ảnh hưởng của mộc dục nên bản mệnh sẽ ti khoe những thành tích mình có được, bản mệnh muốn được công nhận và nghe những lời khen ngợi. Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng đi theo đúng hướng, thế nên phản ứng của một số người có thể khiến cho cô bác cảm thấy khó chịu khi họ đột nhiên trở nên thẳng thắn hơn bình thường. Họ đưa ra những nhận xét làm cho quý cô bác không vui, nhưng điều này không có nghĩa là quý cô bác có thể bỏ qua các lời bình luận, có khi họ nói đúng về khuyết điểm của mình. Dịch mã sẽ xuất hiện trong tháng khiến cho bản mệnh vất vả hơn thường lệ. Nhiều người phải liên tục di chuyển để thực hiện các mục tiêu đầu năm đã đề ra, hoặc có thể đi du xuân quá nhiều với mục đích xây dựng mối quan hệ để chuẩn bị cho một năm làm ăn phát đạt, nên có lẽ sẽ tốn khá nhiều công sức của cô bác. Theo tử vi cho biết, lục bạch bay về hướng Tây Nam, mang theo dấu hiệu tê lộc vượng, giúp cho cô bác tuổi Canh Tý dễ gặp may mắn hơn về vấn đề tài chính. Cơ hội mở ra nhiều không hẳn là điều tốt, khi mà cô bác cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết cái nào là phù hợp với mình nhất. Đây sẽ là giai đoạn cô bác cần tìm hiểu nhiều hơn, thu lượm thêm thông tin ngay nắm tình hình để đánh giá lại. Sau đó khi đã hiểu hơn thì việc đầu tư cũng sáng suốt hơn và bản mệnh sẵn sàng chấp nhận chịu rủi ro với quyết định mà mình đưa ra. Cô bác tuổi Canh Tý còn kiếm thêm thu nhập từ công việc phụ ngoài luồng, tuy vất vả hơn nhưng bù lại sẽ nhận về mình phần thưởng xứng đáng trong tương lai. Ngũ hành tương sinh sẽ hỗ trợ cho vận trình tình cảm của tuổi Canh Tý thời gian này được diễn ra thuận lợi hơn. Một số tín hiệu tích cực sẽ đến với vấn đề gia đạo của quý cô bác. Cũng trong giai đoạn này, gia chủ tuổi Canh Tý cũng nên lọc bớt những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình, như một mối quan hệ hay thói quen không lành mạnh. Chúng đang gây ảnh hưởng không tốt tới bản mệnh, theo một cách nào đó mà chính cô bác cũng không kiểm soát nổi. Tử vi tháng 1 năm 2024 cho hay, thời tiết lúc này còn khá lạnh, cô bác nhớ giữ ấm cho cơ thể, nhất là những ai đang có bệnh về máu, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày, nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh ẩm ướt. Những ai làm kinh doanh thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu say sưa, khiến cho sức khỏe đang giảm sút rõ rệt. Cô bác cần phải biết nói lời từ chối để đảm bảo sức khỏe của mình nữa nhé. Ngoài ra khi di chuyển trong tháng này sẽ khá thường xuyên hơn, cũng cần phải cẩn trọng hơn trong việc cầm lái, luôn đề cao sự an toàn của bản thân và mọi người là trên hết. Nhất định không được điều khiển xe trong tình trạng say xỉn. Để tình hình sức khỏe có cải thiện tốt hơn, cô bác nên tìm lại kết nối với cơ thể thông qua những lớp học yoga hoặc thể dục nhẹ nhàng. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 10 tháng 3 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Tử vi tháng 2 năm 2024 tuổi Canh Tý âm lịch cho thấy, từ công việc cho tới tình cảm của bản mệnh sẽ khá hanh thông thuận lợi, mang lại cho bản mệnh một tháng mới an lành như ý. Bản mệnh tuổi Canh Tý có thể sẵn sàng tinh thần, đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với sự nghiệp của mình trong tháng 2 âm lịch này. Tất nhiên để mọi việc có thể tiến triển suôn sẻ thì sự cố gắng nỗ lực của chính mình là không thể thiếu. Dưới tác động tích cực của cục diện tam hợp, bản mệnh Canh Tý dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Mọi người xung quanh đều sẵn sàng giúp đỡ quý cô bác và chỉ cho cô bác một hướng đi, giúp cho bản mệnh khắc phục những khó khăn còn tồn tại trước đó. Theo tử vi tháng, phương diện tài lộc của bản mệnh sẽ có những bước tiến triển khá khả quan trong thời điểm này, với đầu óc nhanh nhạy và cách nhìn nhận vấn đề chính xác. Quý cô bác sẽ lập ra được những kế hoạch khả thi, có thể lập tức bắt tay vào thực hiện. Dưới tác động của tam hợp, các mối quan hệ của bản mệnh với khách hàng, đối tác, tiến triển tốt. Quý cô bác nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền của quý cô bác lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh, không phải lo lắng đến chuyện chi tiêu. Với người làm công ăn lương, nguồn tiền của quý cô bác có thể đến từ các khoản tiền lương, tiền thưởng nóng do đạt được thành tích cao trong công việc. Đây chính là động lực giúp cho quý cô bác có thể tập trung và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tuy mọi việc tiến triển có vẻ khá thuận lợi, song khi ngũ quỷ hung tinh có xuất hiện, nên quý cô bác vẫn cần phải cẩn thận khi đứng trước các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Có thể đối phương sẽ lợi dụng lúc quý cô bác lơ là để tìm cách hãm hại đánh lừa khiến cho quý cô bác lâm vào rắc rối. Về chuyện gia đạo của bản mệnh sẽ có hù có cắt trong tháng này, đòi hỏi Canh Tý phải thật tỉnh táo trong suy nghĩ và cách hành xử. Chớ quyết định chuyện tình cảm gia đạo theo cảm xúc nhất thời, càng phải tổn thương trong tương lai, vợ chồng cũng nên tôn trọng và thấu hiểu cho nhau hơn. Đừng quá đề cao cái tôi cá nhân của mình, mỗi khi có vấn đề gì xảy ra hai người hãy bình tĩnh trao đổi, thì mọi chuyện mới có thể giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng được.
Nhìn chung, tình hình sức khỏe của bản mệnh khá ổn định, quý cô bác không mắc phải những căn bệnh quá nặng, có chăng cũng chỉ là những bệnh vặt vãnh do thay đổi theo thời tiết. Lại thêm việc khoảng thời gian này, quý cô bác đã chú ý đến giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao hơn, nên cơ thể có dấu hiệu khỏe lên trông thấy, thậm chí người bệnh nặng cũng có dấu hiệu hồi phục. Tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 9 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 5 năm dương lịch. Có thể thấy rằng, tháng 3 năm 2024 âm lịch này là một khoảng thời gian có nhiều trở ngại mà con giáp tuổi Canh Tý cần đề cao cảnh giác trong mọi tình huống. Nhất định không được chủ quan ngay cả trong việc quý cô bác tưởng rằng mình đã rất quen thuộc hoặc không thể mắc lỗi, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tháng mới sẽ báo về rất nhiều tin tích cực cũng như độ chín của các kế hoạch, mưu cầu công danh, chức vụ với bản mệnh tuổi Canh Tý. Bản mệnh dễ được quý nhân nỡ đần, việc làm thêm phần nhẹ nhàng hơn, con giáp này đã nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí khi cục diện tam hội đứng bóng. Lại thêm nguyệt lệnh lâm quan báo về độ chín của các kế hoạch, mưu cầu công danh chức vụ, hứa hẹn những tin tích cực sẽ đến với bản mệnh. Trong tháng Canh Tý có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, nên công việc có những bước tiến triển khả quan, thái độ làm việc hăng hái và nghiêm túc, giúp quý cô bác cắt hái những thành tích đáng nể. Đa phần thời điểm Canh Tý đều cảm thấy vô cùng bình tĩnh và sáng suốt trong công việc. Hầu hết mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Chính thái độ tích cực lạc quan này sẽ giúp cho quý cô bác giải quyết mọi khó khăn trong tháng mới. Hơn nữa, cô bác Canh Tý cũng đặt ra lộ trình rõ ràng và cụ thể, cứ thế mà tiến hành theo kế hoạch đã định thì sớm muộn gì cũng đi tới đích. Trong mọi tình huống, hãy trực tiếp là người đảm nhận công việc, hạn chế nhờ và hay giao phó cho người khác để hạn chế việc mắc lỗi mà quý cô bác không nắm được. Điều đó cũng giúp nâng cao khả năng làm việc, giúp cho quý cô bác nắm bắt cơ hội tốt hơn. Dù vậy, sức cạnh tranh cũng như khối lượng công việc sẽ có xu hướng gia tăng. Do đó, bản mệnh cũng nên cảnh giác chú ý đến những thay đổi xung quanh mình và sẵn sàng đối phó với những thách thức có thể nảy sinh. Hơn nữa, trong quá trình hợp tác với người khác, bản mệnh tuổi Canh Tý rất quan tâm đến địa vị của bản thân và luôn muốn chiếm vị trí thống trị. Điều này có thể gây sự bất mãn từ người khác. Nhìn chung trong tháng này, quý cô bác có những thuận lợi nhất định, nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thử thách. Chỉ cần tập trung giữ thái độ tích cực và niềm tin vững vàng, quý cô bác Canh Tý sẽ có thể vượt qua khó khăn và đạt được thành công. Ngoài ra thì khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp, lãnh đạo cũng là chìa khóa thành công trong sự nghiệp của quý cô bác. Về phương diện tài lộc của bản mệnh Canh Tý sẽ có sự thăng trầm trong tháng này, mặc dù sự nghiệp của bản mệnh cũng rất suôn sẻ và quý cô bác có thể nhận được một số lợi ích từ nó. Nhờ sự chăm chỉ của mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan, bản mệnh vẫn phải gồng gánh một gánh nặng tài chính nhất định, áp lực cuộc sống vật chất vẫn rất cao. Ban đầu tài vận trong tháng sẽ có nhiều sự khởi sắc, chính tài và thứ tài đều có dấu hiệu tăng. Sự nghiệp phát triển không chỉ đảm bảo thu nhập ổn định, mà còn hứa hẹn những khoản kiếm thêm hoặc thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh vẫn đang điều tiết tốt việc buôn bán. Tam hội hứa hẹn một tháng khách hàng gia tăng, lợi nhuận đổ về ào ào, các mối hợp tác cũ mới đều diễn ra suôn sẻ, giúp cho quý cô bác có thể yên tâm. Gia đạo thì an yên, vợ chồng con cái hài hòa, không phát sinh mâu thuẫn nào quá gay gắt, tuy nhiên gia đình khó tránh những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Khi xảy ra bất cứ vấn đề gì, vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không nên to tiếng trước mặt con trẻ và người lớn trong nhà kẻo ảnh hưởng tới tinh thần cả gia đình. Tháng này thì sức khỏe của bản mệnh sẽ được đảm bảo, không có ngại ngần nào cần phải lo lắng. Dù vậy, nhưng cô bác vẫn cần chú ý đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt mới có thể duy trì thể trạng tốt. Đặc biệt là về chế độ ăn uống, cô bác nên chú ý cân bằng dinh dưỡng và tránh ăn quá nhiều. Ngoài ra, thì hãy cân nhắc việc tập thể dục hoặc tham gia một số hoạt động lành mạnh để tăng cường thể chất trong cuộc sống thường ngày. Đừng quên duy trì thái độ tích cực và chủ động ứng phó với những áp lực thử thách trong cuộc sống, sẽ giúp duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bản mệnh. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 8 tháng 5 đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2024 dương lịch. Xem tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Canh Tý âm lịch để được dự báo là một tháng có hung có cát đối với tuổi Canh Tý, mọi việc nên được tiến hành một cách tuần tự cẩn thận, tránh những quyết định nông nổi hay vội vàng để hạn chế rủi ro có thể xảy ra ở thời điểm hung cát đan xen như thế này. Quý cô bác được khuyên nên thực hiện những việc đã nằm trong dự tính kế hoạch sẵn có, những quyết định nông nổi vội vàng hay pha cách đều không thích hợp và lúc này rất dễ gây ra rủi ro không đáng có. Theo đó thì Canh Tý dù có lâm quan trợ lực, công việc cũng có những thời điểm khởi sắc, song khó duy trì được phong độ này ổn định cho tới cuối tháng. Âm sát hung tinh khiến cho các mối quan hệ xã giao trục trặc, bạn bè có thể trở thành thù địch vì lòng đố kỵ.
Sau đó bản mệnh nên chú ý hơn tới các mối quan hệ ở nơi công sở trong tháng này, đừng quá xa cách, nhưng cũng đừng quá dựa dẫm vào một ai đó, mọi việc nên giữ khoảng cách vừa phải, đôi bế sẽ có ấn tượng tốt về nhau. Ở thời điểm vận trí bất ổn như thế này, cô bác nên tĩnh tránh độc, dù làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ căng. Có sự chuẩn bị chu đáo sẽ hạn chế được sai lầm, nóng vội đưa ra quyết định sẽ khiến cho quý cô bác lĩnh hậu quả khôn lường. Không có tài tinh chố mệnh, nên đường tài lộc của cô bác Canh Tý trong tháng này cũng không thực sự lý tưởng như mình mong muốn. Điểm báo còn cho thấy, tài vận sẽ tăng giảm bất ổn, đầu tư có thu lợi nhưng chưa thật sự bền vững. Mặc dù có thái âm chủ về điền sản đất đai, nhưng điều đó không có nghĩa là tài vận ổn định trong cả tháng. Thứ tài sẽ có lúc khởi vượng, khi thì lại giảm sốt đáng kể. Hơn nữa bản mệnh còn bị hung tinh âm sát đeo bám, nên tránh các dự án đầu tư quá lớn. Hãy đợi tới thời điểm thích hợp hơn, đặc biệt người kinh doanh đầu tư nên tính theo đường dài, tránh việc thấy cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Đôi khi phải biết lùi một bước để tiến ba bước, tạm chấp nhận buông bỏ một vài cơ hội nhỏ để có sự chuẩn bị kỹ càng cho cơ hội lớn sau này để giúp cô bác được nhiều hơn mất. Đừng quên trong tháng được thái âm trợ mệnh, phần quý nhân là nữ giới của cô bác khá phượng. Nếu như cần sự trợ giúp từ ai đó hãy nhờ một vài người bạn là nữ của mình, tìm hiểu thông tin từ đối phương. Họ sẽ hỗ trợ rất tốt trên con đường kiếm tiền. Tháng này những ai có tâm lý may rủi, tiến hành các trò cờ bạc đỏ đen, chứng khoán càng nên thận trọng, năm cô bác sẽ không gặp may với những quyết định của bản thân. Ở phương diện gia đạo thì mối quan hệ tình cảm gia đình của cô bác Canh Tý nhìn chung vẫn khá ổn định. Trong tháng 4 năm 2024 này, giảm bớt rất nhiều phiền lo, trong gia đình vẫn luôn biết cách giữ gìn hòa khí, nên gia đạo bình an gắn kết. Chỉ cần kiềm chế cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói khi giao tiếp với các thành viên trong gia đình thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Sức khỏe của quý cô bác trong tháng 4 âm lịch này không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt ăn uống và tập luyện thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau bệnh tật. Tuy vậy quý cô bác vẫn nên bồi bổ cho cơ thể bằng một số thực phẩm bổ dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Lúc mệt mỏi hãy cân bằng lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc, cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não. Có như thế sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Lưu ý trong tháng có âm sát hung tinh xuất hiện, mang theo dấu hiệu xui xẻo như tai nạn bất ngờ hoặc những thay đổi lớn về mặt cảm xúc. Nên chú ý giữ an toàn cho bản thân khi đi lại hay làm việc tay chân, đặc biệt phải làm chủ cảm xúc của mình trong mọi hoàn cảnh. Tổng kết tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong 4 tháng đầu năm 2024 như sau. So với tử vi tuổi Canh Tý năm 2023 Quý Mão, dưới sự trợ lực lớn lao từ cục diện tam hợp thái tuế, bước sang 4 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, đương số sẽ đón nhiều thuận lợi hơn cả trong công việc, tiền bạc hay chuyện gia đạo. Tuy nhiên chưa đến mức thăng hoa về mọi bề, mặc dù vận trình xuyên suốt trong năm 2024, không phải lúc nào cũng thuận lợi, do tác động cùng lúc của vận cuối tam tai và một số hung tinh, nhưng vẫn có những điểm sáng bất ngờ, nhất là ở giai đoạn đầu năm. Khi mà vận khí hanh thông gặp đúng thiên thời, địa lợi là cơ hội tốt để bứt phá, làm ăn phát đạt hoặc thăng tiến gấp nhiều lần so với các thời điểm khác trong năm. Thêm một chút lưu ý về hạn tam tai năm cuối, dù mức độ ảnh hưởng đã nhẹ hơn trước, nhưng cô bác Canh Tý nên lưu ý tráng kết thúc việc quan trọng trong năm nay. Ví dụ như kết thúc một dự án lớn, hoàn thiện việc xây dựng nhà cửa, thay vào đó nên mở rộng và phát triển thêm sẽ ngày càng thuận lợi. Dưới đây là cách hóa giải vận xui hiệu quả cho quý cô bác tuổi Canh Tý. 1. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Phàm là việc gì, bất kể lớn nhỏ nên hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp cô bác gặt hái được thành công đúng như mong đợi. Cô bác nên dành chút thời gian đọc thật kỹ những dự đoán hung cát về vận trình năm 2024 cũng như tổng quan từng tháng mà Minh Đường Tử Vi liên tục đưa ra. Từ đó có thể chủ động đoán biết được giai đoạn vận khí lên xuống, biết tiến thoái đúng lúc, đúng chỗ, dễ dàng nắm bắt cơ hội tốt, phòng tránh vận xui đeo bám. Tài lộc không tự nhiên mà sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài tượng trưng cho sự may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhân, tức chính con người mình, hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày.
đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực từng bước, chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp cho quý cô bác tự tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn nữa. 3. Làm nhiều việc thiện, việc tốt, giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 4. Đầu năm không quên cúng dâng sao giải hạn. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số sao xấu xung chiếu trong năm 2024, quý cô bác Canh Tý có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm. Miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, cô bác có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng sa đà quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy hay có lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe, thì tự có tựu thành thăng hoa, lời làm, lời nghĩ. Gốc yếu thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn xui xẻo mà thôi. Thưa quý cô bác, ông bà ta có câu chuyện truyền lại rằng, chọn bạn mà chơi, và trong công việc làm ăn kinh doanh cũng thế. Việc chọn một người cùng chung chí hướng và đam mê để làm ăn, thì kết quả thế nào cũng sẽ thăng hoa, thành công mỹ mãn mà thôi. Còn ngược lại nếu chọn sai đối tượng hợp tác thì sớm muộn gì cũng sẽ rước họa vào thân, chuyện phá sản chỉ còn là thời gian, tẻ hơn nữa còn phải gánh thêm một số nợ. Do đó nếu có kế hoạch hay dự án dù nhỏ, dù lớn gì đi chăng nữa, thì khi hợp tác làm ăn quý cô bác Canh Tý cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định hợp tác làm ăn nhé. Vậy trong 4 tháng đầu năm 2024, tuổi Canh Tý nên hợp tác làm ăn với tuổi nào để may mắn thuận lợi? Tuổi Tý và tuổi Tý. Tuổi Tý đại diện cho sự quyền lực với trí tuệ, những người này có thói quen tích lũy của cải cho bản thân, những gì là của họ thì người khác tuyệt đối không được tranh giành. Nếu hai tuổi Tý kết hợp với nhau, họ sẽ có thể cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau phát triển, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Những người này có thể dễ dàng đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi tư duy logic, sáng tạo và khả năng tổ chức, quản lý công việc. Tuổi Tý và tuổi Sửu. Sự kết hợp của người tuổi Tý và tuổi Sửu sẽ đem lại sự ăn ý và hiệu quả. Tuổi Chuột thì thông minh mưu trí, còn tuổi Sửu lại có sức khỏe thể chất. Nếu thành một cặp đôi họ có thể bù trừ khắc phục nhược điểm của nhau. Tuy nhiên đó là trên phương diện bạn bè, đối tác làm ăn, còn trong tình yêu thì Tý và Sửu không tìm được tiếng nói chung. Tuổi Dần và tuổi Tý. Sự hợp tác làm ăn của tuổi Tý và tuổi Dần chưa chắc đã đem lại hiệu quả cao. Hai người này dường như tỏ ra ganh đua với nhau trong vị trí đứng đầu, hổ sẽ tỏ ra uy quyền, sức mạnh của mình để khiêu chiến với chuột. Những con chuột nhỏ bé nhanh nhẹn cũng sẽ không chịu thua bất kỳ ai, do vậy mà tuổi Dần và tuổi Tý không nên hợp tác với nhau. Tuổi Tý và tuổi Mão. Tuổi Mão sẽ chấp nhận và bù đắp những thiếu sót của người tuổi Tý, khiến cho họ càng ngày càng cải thiện bản thân mình hơn. Nếu như có xảy ra mâu thuẫn, hai tuổi này sẽ sẵn sàng lắng nghe và tha thứ cho nhau. Họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong nhiều lĩnh vực và hầu như không bao giờ to tiếng tranh cãi lẫn nhau. Tuổi Mão trung thành và luôn nhường nhịn tuổi Tý, bù lại tuổi Tý lại luôn giúp đỡ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong công việc cho người tuổi Mão. Tuổi Tý và tuổi Thìn. Tuổi Tý và tuổi Thìn thấu hiểu suy nghĩ của nhau và luôn tìm cách hỗ trợ nhau trong những tình huống khó khăn. Khi cặp đôi này xuất hiện, họ sẽ trở thành trung tâm của đám đông, thu hút sự chú ý của mọi người. Họ cùng nhau kể những câu chuyện thú vị đem lại niềm vui tiếng cười cho mọi người xung quanh. Trong công việc, mỗi khi tuổi Thìn gặp khó khăn, thì người tuổi Tý sẽ là trận thủ đắc lực nhất. Ngược lại, tuổi Tý cũng rất cần những ý kiến lời khuyên chân thành của tuổi Thìn. Hai người này nếu kết hợp trong làm ăn, sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc. Tuổi Tý và tuổi Tỵ. Chuột khá thông minh, nhanh nhẹn và tháo vát, ngược lại rắn lại tỏ ra lề mề và chậm chạp. Điều đó khiến cho những chú chuột cảm thấy bức xúc khó chịu. Bên cạnh đó, sự thúc giục của chuột cũng khiến cho rắn rối loạn. Trong lĩnh nghề nghiệp, họ cũng sẽ trở thành những đối tác làm ăn, trợ thủ đắc lực của nhau. Tuy nhiên, nếu hợp tác lâu dài thì sẽ khó mở thành công và bền chặt được. Tuổi Tý và tuổi Ngọ. Chuột chi tiêu rất tiết kiệm không hoang phí, con ngựa thì lại rất phóng khoáng. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp của người tuổi Tý và người tuổi Ngọ sẽ đem lại hiệu quả khá cao. Tuổi Tý có con mắt nhìn xa trông rộng và sự nhạy bén khi giải quyết vấn đề. Còn tuổi Ngựa sẽ mang lại những ý tưởng sáng tạo tuyệt vời, giúp đỡ cho người tuổi Tý. Họ sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp vững bền.
tuổi Tý và tuổi Mùi. Những người tuổi Tý và tuổi Mùi không có sự tương đồng với nhau trong sở thích tính cách, nhưng nếu cố gắng có thể họ sẽ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng. Nếu hợp tác kinh doanh làm ăn, thì hai người này sẽ xây dựng được những sự nghiệp vững chắc và đạt được thành công vang dội. Tý và Mùi tuy không cùng tiếng nói chung, nhưng lại bổ trợ và giúp đỡ nhau. Trau dồi kinh nghiệm lẫn nhau, người tuổi Tý sẽ học hỏi những ý tưởng độc đáo sáng tạo của tuổi Mùi. Ngược lại, tuổi Mùi sẽ học tập được những kỹ năng làm việc nhanh nhẹn, tháo vát của người tuổi Tý. Tuổi Tý và tuổi Thân. Tuổi Tý và tuổi Thân sinh ra đã trở thành một cặp trời xe duyên. Họ hợp nhau từ tính cách cho tới sở thích, mọi suy nghĩ và hành động dường như đều ăn khớp với nhau. Nếu tuổi Tý và tuổi Thân hợp tác làm ăn với nhau, công việc của họ diễn ra khá suôn sẻ và thuận lợi. Hai tuổi này có tiếng nói chung, ăn ý với nhau trong từng suy nghĩ và hành động. Mâu thuẫn rất hiếm khi xảy ra. Dù có xảy ra chuyện đó thì Tý và Thân luôn biết cách giải hòa nhường nhịn lẫn nhau. Tuổi Tý và tuổi Dậu. Người tuổi Dậu sẽ thông cảm và luôn tìm cách giúp đỡ người tuổi Tý trong những lúc khó khăn. Họ đều có xu hướng xây dựng cho mình một tình yêu bền vững, dựa trên sự tin tưởng, trên phương diện làm ăn. Hai tuổi này sẽ đem lại cho nhau sự may mắn và thuận lợi. Họ là những người có lập trường và ý chí quyết tâm cao. Khi trở thành đối tác làm ăn, họ sẽ cùng nhau cố gắng và phát triển. Tuổi Tý và tuổi Tuất. Trên phương diện tình bạn, tuổi Tý và tuổi Tuất sẽ là một cặp tri kỷ của nhau. Tuổi Tý tìm được ở Tuất sự trung thành, tin cậy và hết lòng vì bạn bè. Hai con giáp này sẽ không bao giờ phản bội, nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, họ có sự gắn bó thân thiết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu trở thành đối tác kinh doanh, hai con giáp này có thể dễ dàng đạt được thành công như ý muốn. Tuổi Tý và tuổi Hợi. Nếu như chuột là con vật giành được vị trí đầu tiên trong 12 con giáp, thì lợn lại là con vật về đích cuối cùng. Người tuổi Tý nhanh nhẹn tháo vát bao nhiêu, thì tuổi Hợi lại chậm chạp lề mề bấy nhiêu. Có thể nói rằng, đây là hai con giáp đứng ngược nhau nhất, hoặc không có điểm chung trong sở thích, tính cách và quan điểm sống. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của hai con giáp này cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và bất thường không lâu dài. Tuổi Tý cho rằng người tuổi Hợi rất lười biếng và họ đang cản trở con đường đi tới thành công của mình. Người tuổi Hợi thì luôn cảm thấy tuổi Tý thật kiêu ngạo, hoa trương. Mối quan hệ hợp tác của hai tuổi này sẽ dẫn tới những mâu thuẫn, đấu tranh. Quý vị thân mến, tục ngữ có câu, vãn niên khổ bất khổ, tựu khắc lục thầm ngủ, tuổi già khổ hay không khổ, chỉ nhìn vào tuổi 65. Có nghĩa là tuổi già của một người có sung sướng hay không, phần lớn phụ thuộc vào trạng thái và sự chuẩn bị của người đó. Ở tuổi 65, từ ngàn xưa, người dân đã biết sử dụng các thảo dược quý tốt cho sức khỏe để điều trị nhiều chứng bệnh, trong đó không thể không kể tới rào cổ lam. Các nhà khoa học Trung Quốc, Nhật Bản khi nghiên cứu về cây này đã rất ngạc nhiên về những lợi ích mà mang lại cho cơ thể con người. Ngày hôm nay, ở phần cuối của chương trình, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý cô bác Tuệ Canh Tí về một loại cây thuốc cực kỳ quý hiếm, nhưng lại rất dễ tìm kiếm và giá thành thì lại không quá đắt đỏ, có tác dụng rất lớn tới sức khỏe của quý cô bác, đó chính là cây thuốc rào cổ lam. Rào cổ lam là cái tên nghe có vẻ không còn xa lạ gì đối với quý cô bác, có phải không ạ? Rào cổ lam hay còn được gọi là cỏ trường sinh, cỏ thần kỳ, nhân sâm vương nam, hai ngũ diệp sâm, kể phần bổ chủ yếu ở cao trên 2.000 mét so với mặt nước biển hoặc trong khu vườn ẩm thấp quanh năm ở một số tỉnh như Sơn La, Hòa Bình nước ta. Rào cổ lam là cây thảo có thân mảnh, leo nhờ tô quấn ở các nách lá, cây thuộc kiểu đơn tính khác gốc, tức là cây hoa đực và cây hoa cái riêng biệt, là đơn xẻ như hình chân vịt. Rào cổ lam có quả hình cầu, khi chín thì có màu đen. Trong cây rào cổ lam chứa nhiều hoạt chất như axit amin, vitamin và nhiều nguyên tố vi lượng như kẽm, sắt, selen và canxi sẽ rất hữu ích cho sức khỏe. Những người dân ở vùng núi cao thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc thường xuyên lấy cành cây này hãm nước uống và hầu hết họ đều có tuổi thọ trên 100 tuổi. Các nghiên cứu của y dược hiện đại đã chứng minh tác dụng sinh học quý của rào cổ lam với một số lợi ích điển hình như sau. Điều hòa đường huyết, phòng biến chứng của bệnh tiểu đường, kiểm soát mỡ máu, giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ kiểm soát huyết áp trên bệnh nhân tăng huyết áp, phòng ngừa các biến chứng về tim mạch, tăng cường lưu thông máu, giải độc cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ ung thư, chống thừa cân và béo vì nhập vào khả năng hoạt hóa men của rào cổ lam, một loại mền có vai trò quan trọng trong chuyển hóa năng lượng, từ đó thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo và tăng cường chuyển hóa đường đạm, mỡ, xôm giảm lượng mỡ thừa rất hiệu quả. Một số cách dùng rào cổ lam, quý cô bác có thể tham khảo như sau. Sắc nước uống, rào cổ lam có thể mua tại các cửa hàng thuốc nam, lấy từ 50 đến 70 gram khô, nấu với 2 lít nước, thay cho nước uống hàng ngày, dùng đường cho cả trẻ nhỏ trên 12 tuổi. Cách 2 là sử dụng trà túi lọc,
Để tiện lợi hơn khi sử dụng, quý cô bác có thể dùng trà túi lọc thay thế trà dạng thô, mỗi ngày hãm từ 3 đến 5 gói túi lọc với 1 lít nước uống hàng ngày. Cách 3 là sử dụng dạng viên nén. Hiện nay trên thị trường đã có sản phẩm rào cổ lam dưới dạng viên nén, vì vậy mọi người có thể mua và sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Một số lưu ý khi dùng rào cổ lam như sau, cô bác nên uống vào buổi sáng và đầu giờ chiều, lý do là rào cổ lam có tác dụng hoạt huyết, khiến cho đầu óc tỉnh táo và sẽ dễ mất ngủ. Nếu như quý cô bác uống vào buổi tối hoặc đêm, vì loại thảo dược này có tác dụng lên quá trình chuyển hóa lipid và tiêu lượng mỡ thừa, kích thích dạ dày, gây cảm giác nhanh đói, nên cô bác không dùng khi bụng đang trống rỗng, nếu không sẽ gây ra hiện tượng chóng mặt và buồn nôn. Khi dùng nước sắc hoặc trà của loại cây này, ban đầu sẽ cảm thấy có vị hơi đắng, nhưng sau đó sẽ cảm nhận ngay được vị thanh ngọt, mùi thơm mát của nó. Những người bị cao huyết áp nên uống nước thuốc sau khi ăn và có thể thêm vài lát gừng vào cho dễ uống. Người trong chế độ giảm cân có thể cho thêm đường vào uống thay cho nước giải nhiệt. Rào cổ lam là một cây thuốc quý hiếm và có tác dụng rất tuyệt vời đối với tuổi già. Cho nên quý cô bác Canh Tí có thể cân nhắc và sử dụng rào cổ lam để bồi bổ thêm cho sức khỏe của mình nhé. Vâng, quý vị thân mến, hy vọng với những thông tin mà Minh Đường Tử Vi chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý vị và người thân. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và ngập tràn niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau.